Ok mọi người, chào mọi người nhé. Hôm nay là buổi nhận định thị trường ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023. Hôm nay là một phiên cực kỳ cảm xúc và cực kỳ hoảng loạn mọi người ạ. Mình sẽ đi vào một số cái gọi là con số cụ thể nha. Hôm nay là một phiên mình đạt được con số là 23.689 tỷ, tương đương với hơn 1 tỷ đô. Phiên này là từ đầu năm tới giờ là mình không có đạt được nữa. Đã rất là lâu rồi, để rất là lâu mình mới gọi là đạt được một phiên với cái lượng vốn như ngày hôm nay. Tuy nhiên thì hôm nay là một phiên điều chỉnh. Hôm nay đối với mình là một phiên điều chỉnh. Thì mình coi là nước ngoài ngày hôm nay như thế nào. Mọi người thấy nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng. Nếu mà trừ đi 211 tỷ của Vinamilk thì hôm nay nước ngoài bán ròng 100 tỷ. Cũng không phải là con số quá quá to. Nhưng mà hôm nay nước ngoài vẫn bán ròng, người là cũng không hỗ trợ nhiều. Hôm nay có một mã mà mọi người để ý là mã này gọi là nâng đỡ thị trường khá là nhiều, đó là Vietcombank. Một mình Vietcombank cân tất thảy luôn. Những Combank còn lại, BIDV, Techcombank, VPBank, CTG, rồi MBBank. Người thấy kia không? Một mình Vietcombank, Vietcombank hôm nay như là chạm mốc là 100.000 cổ phiếu. Cái phiên điều chỉnh này á thì thật sự là một phiên cần thiết nếu mà Vini muốn đi xa và đi lâu hơn. Mình vẫn nghĩ là Vini vẫn phải tôn trọng một số cái mốc nền và nên tôn trọng cái lát ghép này, đó là cần phải gấp lấp cái ghép là 1.090 thì đi đi nền nó sẽ cứng cáp hơn, vững chãi hơn. Còn cái ghép mà 1.080 thì mình hy vọng nó không không có lấp. Tại vì ghép đó là ghép gọi là bứt nền đi lên rồi. Thì mình nghĩ ở cái đó ý chí của tạo lập người ta phải thể hiện rõ ở cái ghép đó là không được lấp. Còn nếu mà lấp ghép đó thì nói chung rất là khó khăn cho anh em đó. Là mình nên ở ngoài thị trường một thời gian, không có tham gia. Còn hiện tại thì tất nhiên mình vẫn dặn anh em là đừng có FOMO. Dù uptrend mình có FOMO mình cũng bị lỗ thôi. Lỗ thì nhiều khi có thể là lỗ ngắn hạn, nhưng mà từ cái ngắn hạn đó có thể là mình cắt ngay ngay lúc đó, thì mình cắt ngay thì mình bị lỗ mất phần đó luôn rồi. Chứ mà ít khi nào mà mình thấy mà ví dụ như là lỗ dài hạn mọi người để lắm, trừ khi mà mọi người bị kẹt cái gì đó mọi người phải bán ra. Hôm nay điều chỉnh 8 điểm nhưng mà đa số là hơn 200 mã cổ phiếu là đỏ, trong đó có một số mã đỏ rất là mạnh, nhất là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì mình cũng đã cảnh báo với lại mọi người rồi nè, VND đúng không? VND vừa chạm luôn, vừa chạm cái vùng 19.3 luôn. Vừa chạm vùng 19.3 và có lên được 19.5 là vùng ở trên này xíu là bắt đầu là rụt ngay trong phiên. Mình cũng không thể tưởng tượng nổi là VND lại có thể là rụt ngay trong phiên tới cái mốc là xuống 18.1. Mặc dù mình đang canh sọt VND. Hôm nay thì một số anh chị em à có một một số anh chị em có hỏi mình về dòng chứng khoán thì mình cho là mình đang canh sọt. VND, SHS, tại vì mình có kho, nhưng mà mình không có nghĩ được là đánh ngay trong phiên là đánh như vậy. Mình nghĩ chỉ giảm nhỏ nhẹ nhẹ thôi rồi ngày mai mới đánh tiếp. VCI thì vùng nền của VCI vẫn là vùng 32.8 thì may ra mới mua được. Ở đây có một cái ngưỡng hỗ trợ, ngoài trên hiện tại là chưa có hỗ trợ gì cả. SCM thì cũng đụng ngay vùng cản này rồi, mình cũng nói mọi người rất là kỹ ở cái video ngày thứ tư, ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua, đúng rồi, sáng ngày hôm qua là mình làm một video chuyên về dòng chứng khoán rồi, mình cũng có nhắc mọi người là đều tới cạn rồi. Thì hỗ trợ của SCM thì mình sẽ loanh quanh đây, loanh quanh vùng 56.65. Tuy nhiên thì thật ra mình phải thông báo một điều là mình sẽ bước vào một pha điều chỉnh khá khá khi mà dòng chứng khoán đã hết timing và bắt đầu điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh này của mình có thể là kéo dài khoảng nửa tháng đó mọi người. Hôm nay thì cũng báo mọi người. Sáng nay hôm qua mình có nhắn trong room, room bên mình, room miễn phí nha. Trong room là mọi người cẩn thận, dòng chứng khoán và dòng banh có một số mã là đã gãy timing rồi là buổi sáng. Trong khi đó là như Vindi á là bắt đầu gãy khung 1 giờ là bắt đầu gãy là từ hôm qua rồi. Là gãy từ đây nè,
từ phiên ngày hôm qua là ngày 8, ngày 7 nhé là bắt đầu gãy, là qua sáng này là confirm. Thì Vindy mình nghĩ chắc sẽ về đâu đó quanh cái 16, 17.6 rồi có thể là bật lên lại. Nhưng mà bật lên để mua thì mình nghĩ là không, chưa chưa phải là điểm để mua, vì vùng này gọi là những cái vùng cản này mình cực kỳ mình phải tôn trọng, cực kỳ mình phải tôn trọng trong thời điểm này. SBS thì cũng chịu chung cảnh ngộ vậy thôi. Nói chung nhịp này mình phải, nói chung là mình cũng khá là sốc với lại cái lực giảm như vậy, tại vì mình nghĩ là lực giảm nó chỉ là nhẹ nhẹ thôi để mình có thể là mình đi tiếp thêm một thời gian nữa. Nhưng mà hôm nay thì rớt khá là nhiều, mà rớt như vậy thì đa phần là các mã đều gãy tham minh, mà gãy tham minh đối với lại định nghĩa của mình về tham minh á, khi mà đã gãy tham minh rồi thì mình nên ở ngoài, nên ở ngoài khoảng tầm 2 tuần. SSI khi mà gãy tham minh rồi, tất cả những cái nhịp nhịp hồi phục nhất là ngày mai sẽ là nhịp bull trap nha mọi người, tất cả luôn. Mình nghĩ mọi người đang, ai mà cần coi về mã cổ phiếu á, mọi người có thể là nhắn tin để lại comment bình luận cho mình để mình có thể mình coi về các mốc cản và hỗ trợ của các mã cổ phiếu cũng như là về tham minh. Ví dụ như Aribank thì với lại cái đà này thì mình nghĩ chắc sẽ có giá 11.2, có thể là nhiều người sẽ kêu là bị mình bị ngáo giá, nhưng mà thật sự ra là phải phải nhiều khi là phải ngáo như vậy, nó có lý do cả. Khi mà bạn ở trên thị trường đủ lâu và bạn bị FOMO, ngay như Hà Đô đúng không, Hà Đô mình cái vùng nền này mọi người, vùng nền đây này là nền tuần này mình cho mọi người mua nhé. Ví dụ như Hà Đô là vùng quanh 35.35, mọi người mua thì hiện tại mọi người vẫn đang sống. KBC thì ngay vùng này, vùng mình cho mọi người mua từ vùng 28 xuống tới vùng này thôi. Vùng nền chính của KBC sẽ là vùng 27.3. Nhưng mà để mà tuần này mà dựng ở đây thì lại khá là xấu. Bởi vì nếu mà đánh như vậy thì KBC mọi người sẽ không có mua được nữa. Và mình nghĩ ai mà lỡ mua KBC rồi nhịp này á, ngày mai hồi, mình nghĩ là mọi người nên thoát bớt, nên thoát bớt. Mình thì thường á, cái ý kiến của mình thì mình sẽ không có gọi là mình sẽ theo thị trường này nhiều, tại vì những cái ý kiến của mình nhiều khi là nếu mà mình đặt đặt cái ý chí của mình, ép cái ý chí của mình lên thị trường á, thì sẽ rất là rủi ro. Thực sự ra là mình không có muốn ép ép lên thị trường. Ví dụ như là VCG ha, VCG thì mình cũng nói mọi người là mình có một cái vùng nền của VCG, đó là vùng 19.8. Hoặc nếu mà ai mà yêu thích mã này á, mọi người có thể canh về vùng 21.25 mọi người mua, thì mình sẽ đỡ được, nghĩa là mình mua được ở những vùng đó, những vùng nền thì mình có thể là mình sống sót, thì là mình mua xong hàng về thì mình vẫn có khả năng mình về bờ, không có bị lỗ nhiều. Mic thì mình muốn mua ở vùng 17.6 nhưng mà hôm nay thì cũng chưa có về. NV thì có một cái vùng mua nhỏ nhỏ ở đây là 4.2, tuy nhiên thì nền chính của nó là vùng 32.4, tại vì nó là ở ngay chỗ sát cái ngưỡng cạn ở trên này rồi nên là mình cũng chưa có cho mua NV, nghĩa là để nền mới đó thôi. CMX thì vùng nền mà mọi người có thể mua nó là ở đây nè, vùng 9.3, 9.2, 9.3. Những mã này thường mình sẽ gửi cho mọi người là đầu tuần là mình đã gửi rồi, để mọi người trong tuần mọi người có thể là theo dõi. Cái xu Đồng Phú thì cái mốc mà lần trước mình nói mọi người canh không phải là cái mốc này, mà mốc khoảng dưới dưới đây 26 chấm khoảng 56 là cái mốc mà mua ở đây thì mua được rồi. Khoáng sản Fecon thì ở đây thật ra cái vùng mua mà mình muốn giá nó về đó là vùng 4.6, 4.63, còn ở đây thì mua nó hơi khó, nó đang dịch ở vùng gọi là vùng blue chip, mà nó dịch những cái cây như vậy thì mình thấy hơi ghê, thật sự ra hơi ghê. Và chịu rủi ro thì vẫn chưa hết,
mua thì vẫn quanh nền đất xanh. Đất xanh thì cái vùng nền mà mình kêu mọi người mua được đó, đó là vùng này nè, vùng 14.8, nó như ghét hồi xưa mà ghét vùng 14 á mọi người, ghét này. Đó là cái vùng này nè mọi người, đó vùng 14, vùng của ghét. Nhưng mà mình đang không không có biết là đất xanh nó có đánh là đánh ở cái chỗ này hay là đánh chỗ này, nó hơi khó, nhưng mà mình vẫn hy vọng là sẽ đánh ở ngay đây hơn. Nên là mình nghĩ thì đất xanh hiện tại cũng chưa có vi phạm, mình để hết tuần rồi đó sao. Mình thì mua ở giá 14.75. EVG thì vùng mua của mình là ở dưới này 6.23, 6.4. Nhưng mà không có về đây mà về vùng trên kéo lên. Thì nói chung hết vùng mua thì thôi, mình không có mua nữa. Cái con thì có một vùng mua nha mọi người, 14.45. Vét thì có vùng mua là 16.9. Tuy nhiên thì hôm nay cũng bị đạp ngược lại. Hôm nay có lúc lên được 3% và đạp ngược lại. Vinamilk thì thực sự khó thật. Vinamilk á, ở hôm tháng thì cái vùng này là đang là vùng hỗ trợ Vinamilk là 65.7. Tuy nhiên thì ở những cái mốc khác thì Vinamilk có thể là về thẳng vùng 60. Vùng này sẽ là vùng hỗ trợ cuối. Nếu mất 60 thì bắt buộc phải bán, là mất thêm 5 giá đó. VSC thì hôm nay mình có mua mới ở vùng 28.8, là vùng này. Tuy nhiên thì nó đang muốn phản ứng xuống đây, thì để mình coi ngày mai có thể là mình sẽ mua trung bình giá một xíu ở vùng 28.3, nó xuống rồi sau đó mình tính tiếp. Mã này thì hơi hơi nhỏ về thanh khoản. CVN thì mã này vùng mua sẽ là 4.1, và bốn trước thì mình cũng báo mua là từ hôm thứ hai, là nếu có 4.1 thì mua. Thì đầu tuần thì nó có về 4.1 lại và nó kéo lên một cây 7%, lên vùng 4.5, 4.6, 4.6. Thì nói chung nếu mà ai mà mua 4.1 thì hiện tại vẫn may mắn là chưa bị lỗ, thì hôm nay giảm ngay một cái sàn. BL1 thì mình vẫn đang canh mốc 4.8 hoặc 4.6. Nếu ngày mai đây là một về được vùng 4.8 quanh quanh đây, thì mình sẽ mua một ít, hoặc là mua để thử nghiệm một số những cái phương pháp của mình đó, 4.8 còn khoảng 4.8 thì nghĩ là sẽ không có bị, gọi là những cái vùng nền mình cho thì sẽ không có bị chết được nhiều. VC3 thì lần trước mình có nói mấy anh em mà cũng rất là mình mua được vùng 28.5 lên 28.5. Thì mã này không mua được rồi, nền mình cho hơi thấp ở phía dưới. Tuy nhiên thì cứ theo nền thôi mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi xem về một số mã về bất chợt. Một số mã mình có theo dõi VGT. VGT thì có một cái mốc cạn ở vùng 13. Hôm nay thì chạm vùng 13, 13.1 thì bị cục chân lại, cục râu lại. Thì nếu mà ai mà mua được ở vùng dưới thì mình nghĩ chắc mình chịu khó, mình thử gồng thêm một xíu nữa thử coi sao. Vùng này hỗ trợ của nó sẽ là 12.3, vùng hỗ trợ của VGT. Hôm nay thì mình sọc bị hụt pin đi. Đạm Phú Mỹ hiện tại đang có phản ứng khá là mạnh ở vùng 33.7, nên là ở vùng này thì có một cái gap đây. Ai mà cầm thì mình nghĩ chắc nếu mà mất 32 thì mọi người nên bán, nên cơ cấu. Thế giới động đánh khá khó chịu. Đánh như vậy thì vùng hỗ trợ sẽ là vùng 40.1. Hôm nay thì để mình coi dầu coi, sáng mình thấy dầu cũng báo bull chắc nhiều. BSR. Dầu đã bắt đầu gãy theo mình. Thì mình khá nhiều. BVS mình nghĩ sẽ có nhịp về 29.3. 29.3 thì mình nghĩ chắc sẽ về đâu đây, về thêm 4%. Dầu BVC. BVC thì có một cái vùng mua
Mọi người mua được nó là vùng 17.5. Tuy nhiên giờ cái lợi về T cộng 4 trước mà ai mua trước đó, thì sẽ có lợi về T cộng hơn. Còn vào nhịp này thì mọi người nên coi lại cơ cấu tài khoản lại một xíu. PVC có thể PVC sẽ về lại vùng 17.2. BSR thì bữa hôm mình báo mọi người mua ở 17.1 đúng không? Hôm nay là hàng về rồi. Về thì nói chung 17.1 sẽ là vùng hỗ trợ. Mình gãy cái đó thì mình nghỉ bán rồi. BVB thì về đây là thích cỡ rồi, 19.5. 19.5 là cả là hỗ trợ nhịp nhịp này nha mọi người. Bet thì ở không tuần thì tuần này ở cái vùng này thì có thể mua được, nhưng mà để mình coi về thanh minh này. Hôm nay bị đạp mạnh quá, hôm nay bị đạp như vậy con nào cũng về thanh minh hết trơn. Hạn chế mua mọi người, hôm nay đẹp lố quá. Thép cũng cũng điều chỉnh như năm kim chắc sẽ về 15.9 có thể thôi. Ở đây thì đang đang dừng hôm nay đang dừng ở ngay chỗ chợ nhỏ đấy. Giờ mà có mua thế nào mình cũng hơi bị lố. Cái quan trọng là không phải là nó hơi bị tâm lý một tí, tại vì mình không có nghĩ là hôm nay đẹp sâu vậy, mặc dù là điểm thị trường chỉ là 8 điểm thôi, nhưng mà mọi người nhìn kinh dị. Vietcombank Vietcombank một mã gọi là đúng lái thị trường. Hôm nay không có Vietcombank đỡ thì chắc Vini đi, mình nghĩ chắc phải 20 điểm là ít. Vietcombank đỡ quá nhiều cả về tâm lý và cả về điểm số. BIDV thì hôm qua mình cũng nói rồi. Hôm nay thì mình nghĩ chắc mình sẽ view ngắn thôi. Còn về mã thì tại vì có quá nhiều mã nó bị gãy thanh minh đi, nên là ai mà cần hỗ trợ để xem mã nào á, mọi người có thể là báo mình để mình có thể là mình xem mã nào thử. Còn bây giờ mà gãy thanh minh như vậy thì các nhịp tăng đều là bung chép, một số mã đều là bung chép cả. Tiên Phong Banh cũng vậy, Tiên Phong Banh cũng gãy từ hôm qua. MB thì chưa. BIDV rồi, Techcombank rồi luôn. Mà banh đánh về nhiều khi chẳng hạn Techcombank về 29.6 cũng không có gì lạ. Này đẹp khá mạnh. Banh cũng BC hôm nay có nhiều người hỏi mình mua được không lắm. Mình kêu chỉ có nền giá 8 thôi. Hiện tại 8.8 á, nó là cái mốc hỗ trợ, cũng là mốc cản, nếu tuần này không vượt được thì nó là mốc cản. HHV bữa hôm trước mình nói mọi người đúng không? Ai ở trong room mình biết là mình nói cái vùng của nó, vùng cản là vùng nào luôn. Thì 4.4. Mình cũng không có nghĩ là hôm nay đạp thẳng vậy đâu. Mình nhiều khi mình nghĩ nó chỉ xuống khoảng 14.2 xong nó lình xình xíu xong nó mới tính tiếp. Nhưng mà mình không ngờ, và thực là không ngờ cái cách mà nó đi như vậy. Nó trả hết mọi nỗ lực của đầu tuần khi mà anh em FOMO giá cao, ví dụ VND là coi như mà ai mà đu cái cây ngày hôm thứ ba, thứ năm, thứ tư, thứ ba, đúng rồi, hôm thứ ba là hôm nay coi như về lỗ, biết ai mà bắt lấy được VND nhịp đó. Cái con lúc này nói rồi nha, có vùng nền ở dưới đó. Rồi đó thì mua thôi, được thôi. Sao giờ là CG ha, đây là CG 13.7. Mình nói khá nhiều về cái mốc này và mình có giải thích mọi người tại sao mà mình không chọn và mình không mua ở đây, tại vì đây là cản đơn giản vậy thôi. Và khi mà tạo như vậy thì nhiều khi nó lại phải đạp về đây. Nếu mà đạp về đây á, thì đây là vùng mua 12.6. Mình cũng có nói với mọi người là 12.6 chính là vùng mọi người có thể mua mã này DCG, nhưng mà ở lên trên này thì mua rất là rủi ro.
Ở trên này mà nếu mà ai mà gọi là trong room mình á thì mọi người gọi là ủng hộ ha, là cho mình xin một like ủng hộ coi thử là mình nói đúng hay sai, có phải nói vậy không, có bốc phét không, tại vì trong room mình cũng hay chat với mọi người mình cập nhật về thị trường BRH ha. DRH cái vùng này vùng cản này mình cũng không nghĩ là nó lên được cao tiếp tới là 7.2 đâu, nhưng mà vùng này vùng cản rồi. Có một số bạn hỏi mình là gia tăng ở đâu thì nếu mà đặt cược á thì nên gia tăng ở vùng 6.3 thôi, quá thảm sát hôm nay thật sự ra quá quá kinh khủng. Bảo hiểm đây. Cái mic này thì mình nghĩ mic sẽ về lại vùng quanh đây mọi người có thể mua nè, là 17.7. Hôm nay có nhóm thủy sản thì đỡ hơn xíu, giữ được sắc xanh. Nhưng mà cũng đang ở dưới những cái ngưỡng cản. Người để ý ha. Ví dụ như là VNH đi. Thì cái vùng cản chính sẽ là vùng 3.3. SM thì ở đây sẽ tiếp cận tới vùng 11, đó là vùng cản. IDI thì vùng này là vùng cản này, 14.2. Còn ở dưới này thì cũng có ngay một cái vùng cản nhỏ ở dưới này luôn, là vùng 13.45. Ok mọi người, hôm nay thì thật ra cũng không biết nói gì nữa, chỉ là mình thấy những cái tín hiệu ngắn nó đang hơi hơi bị quá, mọi người hơi bị hoảng loạn quá, mọi người hơi hơi thái quá với thị trường. Về nếu mà nhìn về điểm số thị trường á thì thị trường sẽ có một cái mốc hỗ trợ tại vùng 1090, và cái mốc hỗ trợ chính xác của VN nhịp này sẽ là vùng 1086. Thì mình nghĩ cái vùng này hy vọng VN giữ được. Ok mọi người, mọi người nói chung là hạn chế FOMO nhé. Mã nào có nền thì mình nên cược một tí thôi. Mình nên cược. Ai mà cần coi về mã nào á, mọi người có thể là comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng mình xem và trả lời cho mọi người sớm. Link group của mình là trên Zalo. Thì để có gì mình sẽ để ở dưới comment. Ai mà muốn vào thì mọi người cứ vào thôi. Group của mình hiện tại thì đang miễn phí. Sẽ có hai group, một group chat và một group không có chat. Lúc chat thì anh em cứ ở trong chém gió thôi, hoặc là bóc phốt admin, mình hay chọc mình cho ai có gì bóc phốt thì cứ phốt nhau cho vui. Còn một group là không có chat. Chat thì mình hay gửi nhận định và một số cái mã ở trên đó. Ok mọi người, thôi thì ngày mai là thứ sáu, và như sáng nay mình có nói mọi người là cẩn thận, tuần sau sẽ là những cái tuần mà nó hơi nhạy cảm. Thứ nhất là phái sinh và thứ hai là kỳ họp FOMC tháng 6 diễn ra ngày 13, ngày 13 và ngày 14 tháng 6 khoảng đó. Thì mọi người nên nhớ là những cái nhịp này á, nó sẽ có rất là nhiều biến động, nên là mình phải phải nói chung là tối ưu tài khoản một xíu ha, quản trị tài khoản cho đúng thôi. Ok mọi người, rồi chào mọi người nhé, mọi người cho mình xin một like, một subscribe, bye bye mọi người.